Tính đến ngày 31 tháng 10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có tất cả 21 gia đình trình báo mất liên lạc với người thân đang trên đường thanh lịch anh làm việc. Con số trình báo trước đó là 18 trường hợp. Những gia đình này đều trình báo mất liên lạc với người thân vào những ngày 22, 23 chi 10, trùng thời điểm cơ quan tính năng phát hiện 39 người chết trong container ở Anh. Từ những thông tin này nên gia đình ngờ vực người thân họ là một trong số 39 nạn nhân trên. Những công trạng mất liên lạc này đến từ huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò, thành phố Vinh. Người thân các gia đình có công trạng mất liên lạc luôn sợ và mong chờ thông tin từng ngày từ cơ quan tính năng. Đại tá Lê Khắc Tuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hiện 21 gia đình này chỉ trình báo mất liên lạc với người thân khi thanh lịch anh công trạng. Còn chưa có cơ sở nào khẳng định họ có liên quan tới vụ 39 người chết ở Anh hay không. Hiện chưa có thông tin nào chính thức, kể cả Đại sứ quán cũng chưa xác định được các nạn nhân mang quốc tịch nào. Tuy nhiên, phía công an thì vẫn tiến hành xác minh, lấy thông tin, tàn thư, căn cứ, các chỉ số để gửi Bộ Ngoại giao tiến hành xác minh, Đại tá Tuyết nói. Trong khi tại tỉnh Nghệ An có số lượng gia đình trình báo mất liên lạc với người thân ngày càng tăng thì ở Hà Tĩnh hiện có 10 gia đình trình báo mất liên lạc với người thân trên đường thanh lịch anh, như thông tin đã đưa vài ngày qua. Những công trạng mất liên lạc này quê quán tại huyện Can Lộc, Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh. Nhiều gia đình đã lập bàn thờ vọng vì nghĩ những công trạng mất liên lạc đã tử vong trong vụ 39 người chết ở Anh. Hiện Sở Ngoại vụ hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin để thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là người trong tỉnh. Trước đó, Bộ Công an cũng đã chỉ huy Công an hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh rà soát các trường hợp trình báo có người thân mất liên lạc và tiến hành lấy các thông tin, tàn thư, căn cước để phối hợp với lực lượng tính năng tiến hành xác minh làm rõ. Trong ngày 30 tháng 10, Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép xảy ra trên địa bàn tỉnh sau vụ phát hiện 39 người chết ở Anh, nghi có công trạng người Việt.